Hello, chào tất cả mọi người nhé. Thì hôm nay chúng ta sẽ quay lại cái nick của bạn Nghị. Bạn này cái nick mà mọi người đang xem series Bukuyan ấy. Quên, Akenu mọi người. Nick này bị Akenu vì lầm bởi Akenu với Kuyan, mọi người thông cảm. Nick này hiện tại là đang ngày thứ 14 của server mới mọi người ạ. Thì chúng ta đã qua mà. Ủa, ngày thứ 14 rồi bạn này đã tích được 43k trái vàng rồi. Khá là nhiều đấy. Ngày thứ 14 MiHack 12 Akenu mình check này. Ui Akenu sắp lên 10 này mọi người này. Từ từ mình check xem mà. Ui điền trại, đá điền trại bạn này vẫn đang nhiều nhé. Mình mở kiếm thí nhân phẩm. Ui được ngon. Ra tứ hoàng thì ngon. Bạn này điền trại rất nhiều mà nổ Akainu thường xuyên, chứng tỏ bạn này nhân phẩm cực kỳ cao. Con này ngon này, con này sau cần phôi để nâng mấy con tứ hoàng Ivan cũng được ngon. Nick của bạn này mua mua cái nhàn rỗi chưa? Vẫn chưa mua nhàn rỗi à? Mình check nhỉ. Bạn này mua nhàn rỗi rồi. Nhưng sao lại mà lên mở hit nhỉ? Bạn mà chủ nick mà xem ấy thì nhớ cái nhàn rỗi này chỉ tiêu đến 150k trái vàng à, tiêu đến 150 trái vàng thôi nha. Tiêu nhiều lỗ đấy, không lãi đâu. Không thì không biến này à. Đúng không? Bạn ấy mua rồi đúng không? Hết hạn 25 ngày đấy. Đấy chả, mình mà không bảo thì chắc là bạn ấy cũng cứ tiêu như thế là học lỗ lỗ sấp mặt. Cái nhàn rỗi ấy, mọi người chỉ dừng tại 150 trái vàng thôi nhé. Còn mở tiếp nữa là bị lỗ đấy. 150 trái vàng ok là không cần phải mắc mắc hết đâu. Kể cả VIP cũng vậy. VIP cũng không ai mở quá 150. Nó lỗ à, chả được lãi gì đâu. Mình tính toán rồi. Xem mở ra gì nào. Để nữa. Ok, nếu mà Akeno mà đủ thì ta lên cho Akeno 10 luôn. Ngày 14, Akeno 10. Có đủ phút không biết. Một con. Ấy chả đủ, đủ phút nha các bạn. Đủ phút, đủ phút. Từ từ mình check con này có phải tướng chính không? Con này có phải tướng chính các bạn. Thế thì để lấy nó đi. Tại mình muốn để lại cái con này. Mình muốn để lại con này cho lên chín. Lên này. Tăng 40% máu, 40% công, 40% thủ cao ấy nhỉ. Được mắc lên và 257 mở Haki. Từ 9 mà lên 10 rất là cao nhá anh em. Từ 9 lên 10 thứ nhất là anh em được mở một cái kỹ năng mới này. Thứ hai là anh em được tăng tận 40%. Rất là ghê. Ok. Mình check xem bạn này mới leo được đến đây à. Này nó đấy các bạn. Ok, mình sẽ test xem Akenu vào nó mạnh như thế nào. Đang ở tục 3 lực chiến lên ngay tục 3 luôn, đánh Baby Heo xem. Baby Heo vừa gáp vừa Kuzan. Baby mèo này chơi gì thế nhỉ? Trâu lắm các bạn.
ngon đấy. Nói chung là Akeno thì chơi tạm được, nó giống kiểu cái Big Mom ấy, cái kiểu Big Mom thì chơi được. Server này sao mà ghê thế nhỉ, có VIP 13 nữa. Đợt mình vừa xem đâu có VIP 13 đâu, tởm thật. Con này nạp vào để quay tướng à? VIP 13 kìa, chém chưa, chém tí mà gặp suýt chết kìa. Thôi VIP 13 thì phải chịu rồi, chứng tỏ server này khét lẹ đấy các bạn ạ. Hai đứa VIP 12, VIP 13 cạnh tranh nhau khét lẹ đấy. Khét đấy, khét đấy các bạn. Không, thôi thôi, không 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 đụng vào mấy ông trăm triệu đâu, chơi xương xương này. Ok, để mình chuyển đồ sang cho Icano làm đâm chính xem có cắt bỏ gì không. Sát thương khi bị giết hồi sinh. Đây. Có hai cái này trùng rồi các bạn. Thay đổi đi. Cái chi này đi. Bạn này chưa mắc xét đá đen à? Đây này, ủng đá đen sao không cho mắc đi? Mắc xét đá đen nên mà lấy à, mắc rồi, chắc là lúc nãy mình chưa mặc vào. Xe vừa mới nên cái gì nó cũng đơn giản thôi các bạn. Ok, test. Test mũi mình là Akeno xem. Bốn trăm, 300, 700, ok nhé. Test hai thằng lượng này, cho thằng này vào nhé. Phật Phật vàng ghê vãi. Kinh đấy. Kinh đấy, kinh đấy. Đam lèo tèo thế mà. Kinh đấy. Được quả ló 1,4 triệu máu mà nó đang bao nhiêu đam nhỉ? 1,4 triệu máu triệu tư 179 đam, 179 mà đam to thế nhỉ. Nếu mà nó mà đam nhiều nữa, nó mà lên 12 thì cũng được, không 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 đến nỗi là đam yếu đâu. Chung là nó phải đam theo kiểu Big Mom, kiểu đam đấy, đam to hơn Big Mom tí. Nếu mà nó mà cho là tướng đam mới phê con này, mà cho ai con này mà nhà phát cảnh nó sửa lại thành đây là
80% cong, 40% máu thì siêu mạnh luôn. Nhưng con này có được cái là máu càng to thì đam càng cao anh em ạ. Đây, với mỗi 1% máu HP cao hơn kẻ địch, tăng sát thương của các đòn tấn công thường lên 1%, có thể lên tới 400% đấy anh em. Thì ba đòn tấn công thường đánh vào những này cho anh em xem tí tiếng. Cua mạnh quá. Nick này thì mình có video quay quay đánh gì nhỉ? Quay đánh mi hát một lần rồi nên mình không quay lại nhé. Ok, thế này cho cân nhé. Sợ thua. Mạnh nữa, mạnh đấy. Mamara-gun, 生きる価値なし. Thế anh em ạ, thế thì cho con này lên 12 sớm đi. Rồi thì cho nó có một tướng. Rồi sau này mà chơi phản đam sau thì tính thêm một con tướng nữa. Phải nói. Con này nếu mà có đền trại như thế này rồi thì chả mấy chốc mà lên 12. Thiếu bây giờ có khi ít hôm nữa lên 12 đấy. 10 ngày nữa, mười mấy ngày nữa lên 12 đấy. Sắp lên 12 rồi đấy các bạn ạ. Cái này thì chả mấy chốc lên 12. Nghe đúng quá. Nick bạn này may mắn nhỉ. 14 ngày. Ra Akeno luôn. Được, được, được vào nó, được vào nó. Đợt này mình check nó còn quên cái gì nữa. Nó mua cả gói quần nữa. Bà xe bạn này có trái vàng. Cái này thì chả khỏe. Nó có nó ăn sao lại. Akeno của bạn này ghê quá các bạn ạ. Đây, pet thì chắc đủ rồi đấy, không mua nữa đâu. Không có cái gì nên mua, mua mình luôn hết. 10 tháng. Mùa tuần 2 cũng quay rồi. Tiêu thì cũng tiêu nhiều rồi, ok. Ngon đấy, ít nick này chắc khoảng tầm 5 ngày nữa, 6 ngày nữa sẽ lên Akeno 12 đấy các bạn. Ừ, chắc đẹp thế. Khoan lên râu trắng đấy. Khoan lên râu trắng rồi. Rồi kiếm một con nào đó. Được. Mình tính chuẩn đấy. Sau chơi thêm thằng này vào cho nó đội hình mắc dị. Những cái con gì gì. À cũng là cho thằng này vào. Ngồi thằng này vào thì trâu thêm nữa. Thằng này vào thì triệu khiên giảm sát thương. Trời ơi, thằng này cho khiên hấp máu nữa, phản đam các kiểu thì rất là hấp dẫn đấy. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video clip tiếp theo nhá. Xin chào.